chào các em. Trong tiết học trước thì cô đã giới thiệu với các em nội dung trong cái cấu trúc của từng bài học của bộ sách lớp 10 kết nối tri thức với cuộc sống. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với bài đầu tiên, bài số 1 trong tổng số 9 bài của chương trình lớp 10 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1 hôm nay đó là sức hấp dẫn của chuyện kể. Với cái tên bài này, như là trong phần khái quát thì cô cũng đã nói rồi, tên bài cho ta thấy được rất nhiều cái nội dung, có thể là chủ đề của bài, bài học, có thể là một cái đặc điểm của loại hoặc thể loại mà chúng ta sẽ tiếp cận trong các cái văn bản đọc nhé. Thế thì với một cái bài đầu tiên này, sức hấp dẫn của chuyện kể chính là một đặc điểm của thể loại, một cái yếu tố mà chi phối cái hứng thú của chúng ta, nó dẫn dắt cho chúng ta đến với những cái tác phẩm chuyện kể nhé. Thế thì bài 1 này chúng ta sẽ học, chúng ta biết rằng là trong toàn bộ cái chương trình lớp 10 chỉ có 9 bài thôi, và vì thế cho nên dung lượng của bài sẽ rất lớn, mỗi bài dung lượng sẽ rất lớn, nhưng chúng ta sẽ học trong một cái thời gian cũng tương đối là đủ cho cái độ lớn của mỗi một bài học ấy, và chúng ta sẽ học trong nhiều tiết. Tiết thứ nhất, tiết hôm nay, tiết 1 thì trong cái bài 1 này chúng ta sẽ đến với đầu tiên là tiết 1, và tiết 1 là những vấn đề khái quát. Trong đó cô sẽ trình bày với các em những cái, thứ nhất là giới thiệu với các em cái yêu cầu mà chúng ta cần đạt được nhé, cái yêu cầu cần đạt trong bài học này, trong cái bài số 1 này là gì. Thứ hai là cô sẽ nói với các em sơ lược thôi những cái tri thức ngữ văn, những cái tri thức nó mang tính công cụ để các em có thể có được những cái công cụ để chúng ta sẽ khám phá, chúng ta sẽ tháo mở, chúng ta sẽ tháo gỡ tất cả những cái vấn đề, khám phá tất cả những cái vẻ đẹp trong cái thế giới nghệ thuật của chuyện kể, để thấy được quả thật chuyện kể có một sức hấp dẫn không thể cưỡng lại, đúng không nhé. Thế thì điều đầu tiên là cô muốn nói với các em về cái yêu cầu cần đạt trong cái bài 1 sức hấp dẫn của chuyện kể, thì cái yêu cầu mà chúng ta cần đạt đến là gì. Thế thì các em có thể thấy rằng là ở đây cái yêu cầu cần đạt nó có rất nhiều cái nội dung. Thứ nhất là các em phải nhận biết và phân tích được một số yếu tố của chuyện nói chung, của thần thoại nói riêng, ví dụ cốt truyện, ví dụ không gian hay là thời gian, rồi nhân vật, rồi lời của người kể chuyện ở ngôi thứ ba, rồi lời của nhân vật nhé. Thì đấy là một cái yêu cầu thứ nhất. Tất cả, thật ra thì tất cả những yêu cầu cần đạt này các em đã tự đọc trước ở nhà rồi, mà thật ra thì cô không cần phải nhắc lại nữa. Nhưng tuy nhiên là trước mỗi một bài, bởi vì chỉ có 9 bài đấy mà, cô sẽ có 9 lần để nhắc cái yêu cầu cần đạt này trong cả một năm học, cho nên cô sẽ nói với các em, nhắc lại với các em nhé, để các em định hướng là khi chúng ta học từng bài học ấy, chúng ta sẽ hướng tới những cái yêu cầu nào, cái mục tiêu nào để ta có thể đạt được đấy. Ví dụ như đây, khi mà học xong cái bài số 1 sức hấp dẫn của chuyện kể thông qua các cái hoạt động đọc, viết, nói và nghe, thông qua các cái văn bản đọc, rồi thông qua cả cái văn bản mà các em sẽ tự đọc nữa, thì các em sẽ phải nhận biết được, thứ nhất đó là các cái yếu tố của chuyện. Chúng ta sẽ phải biết, ví dụ ai đó người ta hỏi các em về, hãy nói cho tôi biết về cái không gian hay là thời gian của thần thoại, em phải nói được. Hay là cái lời của người kể chuyện ở ngôi thứ ba thì nó có cái điểm gì khác không với cái lời của nhân vật, vân vân. Thì chúng ta phải nhận biết được và phân tích được các cái yếu tố đó. Đấy là cái yêu cầu thứ nhất. Một cái yêu cầu thứ hai là em phân tích và đánh giá được chủ đề, tư tưởng, và đặc biệt là thông qua cái chủ đề ấy, cái tư tưởng ấy, các cái chi tiết diễn biến của cốt truyện ấy, thì em có thể thấy được cái thông điệp của văn bản. Em có thể phân tích được một số căn cứ để em xác định được cái chủ đề. Đây là cái yêu cầu thứ hai nhé, mà chúng ta phải đạt được. Yêu cầu thứ ba là gì? Yêu cầu thứ ba là hướng đến cái hoạt động thứ hai. Hai yêu cầu đầu đó là hướng đến hai cái hoạt động đọc. Bây giờ đến hoạt động thứ ba là viết. Chúng ta phải sau khi học xong cái bài sức hấp dẫn của chuyện kể, và thậm chí trong quá trình học em đã có những hoạt động kết nối đọc và viết rồi, đúng không? Sau mỗi bài đọc ta đã có cái hoạt động kết nối đọc và viết, và em viết được một văn bản nghị luận, em phân tích, em đánh giá được chủ đề, em nói được những cái nét đặc sắc về nghệ thuật của một cái tác phẩm truyện, có thể tác phẩm mà cô giáo gợi ý, có thể là tác phẩm em tự chọn, có thể bất kỳ một tác phẩm nào sau này trong cuộc đời các em, ngoài cái không gian của trường học, em đọc, em tiếp xúc và em có thể viết được như là một cách em review lại những cái tác phẩm mà em đọc ấy.
Trên trang cá nhân để cho mọi người cùng đọc, đúng không? Thì đây chính là một yêu cầu nữa, một cái mục tiêu nữa, cái yêu cầu mà em sẽ, người ta hướng đến, các thầy cô hướng em sẽ đạt được điều đó. Và em cũng nên đặt cho mình một cái mục tiêu, đó là một yêu cầu rất quan trọng. Bởi vì trong cuộc sống, bốn cái hoạt động đọc, viết, nói và nghe, nó luôn luôn, nó là cái phương tiện để chúng ta có thể giao tiếp tốt nhất, có hiệu quả nhất với người khác, đúng không? Đấy là yêu cầu cần đạt thứ 3. Bây giờ cái yêu cầu thứ 4 là gì? Yêu cầu thứ 4 hướng đến một cái hoạt động, đó là nói. Thế thì sau khi chúng ta có được những cái trong, chúng ta đã có được những cái kiến thức, có được những cái kỹ năng mà các thầy cô cung cấp cho em, luyện cho em đấy, ở trong cái bài 1 sức hấp dẫn của chuyện kể, thì em phải biết thuyết trình. Tức là em nói, em thuyết trình, chứ không phải là viết nữa nhá. Em phải nói, em nói thậm chí là thoát ly văn bản được thì càng tốt. Em giới thiệu, em đánh giá về nội dung, về nghệ thuật của một câu chuyện nào đó, một tác phẩm nào đó mà em đã đọc và em muốn chia sẻ lại cho người khác. Thì em kể, em nói, em đánh giá, em nhận xét những cái đặc sắc nhất về giá trị nội dung hoặc là về giá trị nghệ thuật của một tác phẩm truyện. Thì đấy là cái yêu cầu thứ 4. Một yêu cầu cuối cùng, yêu cầu này có thể hướng đến, ta có thể hình dung nó như là một cái hướng đến một cái mục tiêu nữa của cả một cái quá trình trong lâu dài mà chúng ta học, đó là hướng tới không chỉ là mục tiêu phát triển năng lực mà còn là bồi dưỡng cho các em, trau dồi cho các em những phẩm chất cần có. Thì đây là cái yêu cầu cuối cùng, đó là sống có khát vọng, có hoài bão và thể hiện được cái trách nhiệm của mỗi cá nhân em với cộng đồng nhá. Thì như vậy tóm lại, cô đã giới thiệu cho các em 5 cái yêu cầu cần đạt sau khi chúng ta học xong cái bài học số 1 này, sức hấp dẫn của chuyện kể. Tuy nhiên để đạt được, sau khi học xong ta có thể đạt được 5 cái yêu cầu, cái mục tiêu mà ta hướng tới, cái yêu cầu cần đạt này, thì ta phải ý thức được nó, ta phải luôn luôn nhớ về nó và thực hiện nó trong từng tiết học, trong từng cái đơn vị kiến thức của mỗi một tiết học và sau đó là tổng thể cả bài học nhé. Thì đây là cái phần thứ nhất mà chúng ta cần quan tâm. Bây giờ cô với các em sẽ đến với cái phần có thể coi là phần chính của tiết học hôm nay, đó là cô cung cấp cho các em một cách sơ bộ nhất những cái khái niệm mang tính công cụ trong phần tri thức ngữ văn. Ở đây cô nói với các em là cô chỉ cung cấp sơ bộ thôi những cái khái niệm để các em có một cái định hình trong đầu về một cái khái niệm cơ bản nhất mang tính công cụ để chúng ta có thể đọc được một tác phẩm truyện kể, đúng không? Có thể đọc được thần thoại hay là một cái tác phẩm của ra đời trong cái thời hiện đại chẳng hạn, của phần văn học hiện đại đấy. Thì còn sau này tất cả những khái niệm ấy các em sẽ kiểm chứng lại, các em sẽ hiểu sâu sắc hơn trong quá trình các em tiếp xúc với văn bản, trong quá trình em đọc, và thậm chí sau này em sẽ càng ngày càng hiểu nhiều hơn khi em tự đọc, tự học trong suốt cuộc đời em, đúng không nhé? Thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến một số cái khái niệm. Nhưng trước khi đến với các khái niệm thì cô muốn đặt trước cho các em những câu hỏi. Những câu hỏi này các em không cần trả lời, những câu hỏi này các em lưu giữ lại suy nghĩ. Chúng ta suy nghĩ về những câu hỏi. Ở đây có một loạt các câu hỏi sau đây. Thứ nhất là nêu cách hiểu của bạn. Em đã từng tiếp xúc với rất nhiều câu chuyện rồi, và em cũng đã được nghe, có thể người ta cũng đã được nghe rất nhiều cái lời đề nghị. Ví dụ em nó có thể hỏi là hôm nay chị học về chuyện thần trụ trời, thế chị kể cho em câu chuyện ấy đi, thế thì em hiểu thế nào là câu chuyện? Hay là hôm nay chị đọc, chị được học chuyện gì, em kể, em khoe là hôm nay chị học về chữ người tử tù, có cái tình huống thú vị lắm. Thế thì em nó sẽ hỏi là ơ thế tình huống là gì hả chị? Đấy. Thì em phải hiểu được, xưa nay em đã bao giờ em đã nhắc đến, đã chạm đến hoặc đã nghe đến những khái niệm này chưa? Câu chuyện, tình huống chuyện và cách hiểu của em là gì? Đây là một vấn đề thứ nhất, một câu hỏi thứ nhất cô gieo vào trong tâm trí các em. Các em lưu giữ nó ở trong đầu và suy nghĩ, rồi chúng ta sẽ có thể tự trả lời được trong quá trình các em học và sau khi, nhất là sau khi các em hoàn thành cái bài học thứ nhất, sức hấp dẫn của chuyện kể. Một câu hỏi nữa, một vấn đề nữa mà cô cũng muốn nói với các em, đó là
cái khái niệm về người kể chuyện. Người kể chuyện có vai trò như thế nào trong chuyện kể, đúng không? Thế hoặc là một cái khái niệm nữa, nhân vật. Trong chuyện thì chắc chắn phải có nhân vật. Đã có một cái tác phẩm chuyện kể thì phải có nhân vật. Nhà văn kể chuyện thông qua nhân vật, đúng không? Phản ánh cuộc sống thông qua nhân vật. Vậy thì nhân vật là gì và nó được thường được nhà văn khắc họa bằng những chi tiết như thế nào? Ví dụ như em đã đọc Dế Mèn Phiêu Lưu Ký chẳng hạn. Thế Dế Mèn là một nhân vật. Thế thì Dế Mèn được tác giả Tô Hoài khắc họa bằng những chi tiết nào? Em có thể đã học về Chí Phèo, em đã đọc về Chí Phèo chẳng hạn. Thế thì Chí Phèo là một nhân vật. Thế Chí Phèo được tác giả Nam Cao khắc họa bằng những chi tiết nào? Đây là một câu hỏi nữa mà các em cần suy nghĩ. Và cuối cùng có một vấn đề liên quan đến một cái thể loại mà chúng ta sẽ học, chuẩn bị chúng ta sẽ học trong các tiết học sau của cái bài số 1 này, đó là thần thoại. Thế thì đã bao giờ em nghe đến thần thoại chưa? Em đã biết về những tác phẩm thần thoại nào? Và qua cái việc biết ấy, nghe ấy hoặc đọc ấy thì em thấy được đặc điểm cơ bản của thần thoại là gì? Nhá. Thì tận đây là những cái phần mà chúng ta, cô sẽ đặt ra những cái câu hỏi như thế này để các em suy nghĩ, là một, trước hết là em suy nghĩ về nó. Thứ hai là khi suy nghĩ thì sẽ có những, em sẽ phát hiện ra là có những cái lỗ hổng về tri thức mà em chưa lấp đầy được. Và em muốn lấp đầy được thì em phải thông qua những cái kiến thức mà em được học trong cái bài học số 1 Sức Hấp Dẫn Của Chuyện Kể. Em sẽ cứ lấp dần, hiểu dần, đầy đặn hơn, chắc chắn hơn, chính xác hơn, đúng đắn hơn nhé. Thì đây là những cái vấn đề đầu tiên mà cô đặt ra. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào những cái khái niệm mà cô nói là mang tính công cụ. Thế thì ở bài này có rất nhiều khái niệm mà cô sẽ đặt ra cho các em. Khái niệm thứ nhất, một, đó là sự kiện. Thật ra thì tất cả những khái niệm này, các cái khái niệm trong cái phần tri thức ngữ văn này đều đã được giới thiệu ở trong phần sách học sinh của các em. Tuy nhiên là để giúp các em có thể hiểu và có thể học được tốt, nắm bắt được tốt các khái niệm dù ở mức độ sơ bộ, thì cô vẫn cứ muốn là mỗi một khái niệm cô dừng lại một chút, nói một đôi điều về những khái niệm ấy để giúp cho các em có thể có được một cái định hình sơ bộ về khái niệm. Rồi từ cái định hình ấy, như cô đã nói, chúng ta sẽ chiêm nghiệm nó, có đúng là như thế không? Có đúng nó là như thế không? Và ta sẽ bổ khuyết nó dần dần từng chút một để cuối cùng làm chủ nó, chiếm lĩnh được nó nhé. Thì lúc khi mà các em đã chiếm lĩnh được tất cả những khái niệm mang tính công cụ, lúc ấy các em không cần phải nhờ vào thầy cô để mà hướng dẫn các em đọc một cái chuyện kể nào nữa, mà tự các em sẽ đọc, tự các em sẽ đánh giá, tự các em sẽ hiểu. Và thậm chí như cô nói lúc đầu ấy, tức là chúng ta có thể viết một đôi điều chia sẻ trên status cá nhân, đúng không? Để như là review lại những cái tác phẩm, chia sẻ với mọi người những cái cảm xúc của em, những cái ấn tượng của em về một nhân vật nào đó qua một tác phẩm mà em vừa được đọc. Đấy. Thì bây giờ khái niệm thứ nhất là sự kiện. Thế thì sự kiện là gì? Xưa nay chúng ta hay nghe đến cái từ sự kiện. Hôm nay tôi đi tham dự một sự kiện. Thế thì có thể là, hoặc là hôm nay tôi đi làm sự kiện, hoặc là hôm nay tôi gặp một sự kiện. Thế thì sự kiện là gì? Ở đây có một cái khái niệm thứ nhất mà các em cần phải nhớ. Sự kiện là những sự việc. Đầu tiên chúng ta nhớ hộ cô cái từ này đã. Sự kiện nó là gì? Là sự việc. Thế nhưng mà sự việc này nó có mấy loại, và cô tạm để cho các em dễ nhớ như dễ hiểu như, thì cô tạm chia nó ra thành hai cái bình diện. Cái sự phân loại đó là gì? Sự kiện này thứ nhất liên quan đến những hoạt động mà cô tạm gọi bằng cái khái niệm đó là liên quan tới cái phần tồn tại vật chất bên ngoài của chúng ta. Đúng không? Ví dụ như là những việc làm của em, những hành động, những việc làm của em. Đấy là những cái sự kiện ấy, những cái sự việc ấy. Em có thể đi lại, nói năng, cười, khóc, đúng không? Làm việc, học tập, đấy là những sự việc. Ví dụ như là ông Huấn Cao đến nhà tù Tỉnh Sơn chẳng hạn, thì chúng ta thấy là đây là một sự kiện. Và cái sự kiện này đó là một hành động, một việc làm, một sự xuất hiện của ông ấy. Thì đấy là sự kiện. Thế
Thế rồi một cái bình diện thứ hai liên quan đến sự phân loại trong cái sự việc. Thế thì các em có thể sẽ đặt ra một câu hỏi, ví dụ như là chúng ta suy nghĩ, chúng ta xúc cảm, chúng ta buồn vui, đấy có phải sự kiện không? Có, có là sự kiện. Nhưng nó là một sự kiện rất đặc biệt, nó liên quan tới cái thế giới nội tâm bên trong của con người. Hiểu chưa? Nhá. Sơ bộ, các em hãy nhớ hộ cô như thế. Tức là sự kiện là gì? Trước hết nó là tất cả các sự việc mà liên quan tới từ cái thế giới bên ngoài, cái mà chúng ta tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Mọi người có thể thông qua các giác quan, có thể nghe thấy ta nói, có thể nhìn thấy ta làm, có thể cảm nhận được là chúng ta đang buồn hay vui. Thì tất cả những điều đó đều là những sự kiện. Đấy là trong cuộc sống và cả trong văn chương nữa. Thì ta thấy là đó là những cái khái niệm đầu tiên mà em cần nhớ về sự kiện. Nhưng mà đến cụ thể hơn bây giờ, bởi vì chúng ta đang học bài 1, sức hấp dẫn của chuyện kể. Mà chuyện kể là một tác phẩm tự sự. Và trong tác phẩm tự sự thì không thể thiếu được sự kiện. Vậy thì trong tác phẩm tự sự thì sự kiện là gì? Các em nhớ hộ cô, vẫn là sự việc. Nhưng mà bên cạnh đấy cô bổ sung thêm một khái niệm nữa, đó là biến cố. Nói là sự việc thì có thể đơn giản là chúng ta hôm nay trong một buổi học chúng ta học này, chúng ta ra chơi này, chúng ta về nhà này, đấy đều là những sự việc. Ta nghĩ, ta suy nghĩ này, đấy đều là những sự việc. Nhưng đấy không gọi là biến cố. Những cái sự việc cứ hàng ngày, hàng ngày, hàng giờ, nó tuần tự, nó tuần hoàn một cách rất là bình dị trong cái nhịp sống bình thường của con người thì chỉ là sự việc thôi. Nhưng khi nào nó đem đến những thay đổi mang tính bước ngoặt trong nhận thức, trong tình cảm, hoặc là thậm chí là trong số phận, nó làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của một con người, cụ thể là ở đây của nhân vật, và thậm chí có khi nó tác động vào người đọc nữa. Hoặc là qua cái sự việc ấy, qua cái biến cố ấy, các em xem phim đấy, đúng không? Xem phim truyền hình thì thường hay xem, và chúng ta dựng phim truyền hình cũng chính là những cái tác phẩm tự sự theo một cái loại hình khác. Thì nhiều khi chúng ta thấy là có một nhân vật, trước đấy thì ta nghĩ đây là một người rất tử tế, rất lương thiện, nhưng mà có một biến cố, nó làm bộc lộ, hé mở những cái khuất lấp, những cái mảng khuất lấp mà trước đấy ta chưa phát hiện ra. Thì đó là sự kiện trong tác phẩm tự sự đấy. Nhá. Thế thì chứ không phải là sự việc nào cũng trở thành một sự kiện đâu. Cho nên mỗi một sự kiện trong một tác phẩm tự sự đều là những cái chi tiết nghệ thuật mà chúng ta không thể bỏ qua, không thể không để ý trong quá trình chúng ta phân tích tác phẩm, đến với tác phẩm, tiếp nhận tác phẩm, đọc tác phẩm và hiểu tác phẩm. Nhá. Vừa rồi cô có nhắc đến một cái chi tiết trong truyện ngắn Chữ Người Tử Tù của nhà văn Nguyễn Tuân. Đó là cái chi tiết về Nam Cao xuất hiện ở nhà tù Tỉnh Sơn. Thế thì cô sẽ lấy cái ví dụ này làm cái ví dụ số 1 cho sự kiện. Cái việc Thuấn Cao xuất hiện ở nhà tù Tỉnh Sơn là một sự kiện. Và sự kiện này nó có tác dụng là bộc lộ con người bên trong của quản ngục. Và thậm chí nó tác động rất mạnh mẽ, rất lớn lao đến suy nghĩ, đến xúc cảm. Và thậm chí là nó làm thay đổi cả cuộc đời của quản ngục sau đó. Chúng ta nhớ là sau này chúng ta sẽ học. Và có thể có nhiều em đã đọc trước cái văn bản ấy rồi. Khi mà các em sở hữu trên tay một cái cuốn sách rất là mới mẻ, rất là thú vị. Có thể có rất nhiều em đã chia sẻ với cô là cũng đã đọc những cái văn bản đọc ở trong đó. Thì các em sẽ thấy là cái chi tiết cuối cùng, một trong những cái lời nói cuối cùng mà Huấn Cao dành cho quản ngục, đó là thầy quản nên thay nghề đi. Bởi vì quản ngục đang làm việc ở, làm cái chức quản ngục, chúa ngục ở nhà tù Tỉnh Sơn. Một cái công việc mà nó sẽ giam cầm cả cuộc đời lương thiện của ông trong cái thế giới của tối tăm, của sự độc ác. Đúng không? Thế thì thầy quản nên thay nghề đi. Đây không phải là cái nơi để treo một cái bức tranh chữ nó đẹp đẽ với những cái dòng chữ vuông vức phóng khoáng như thế này. Thế thì rất có thể, và thậm chí sau đó thì nghe cái lời khuyên ấy thì quản ngục nói là kẻ mê muội này xin bái lĩnh. Vậy thì ta có thể hy vọng, ta có thể có một niềm hy vọng là cái cuộc gặp gỡ với Huấn Cao sẽ làm thay đổi không chỉ tâm tư, không chỉ xúc cảm của quản ngục mà thậm chí cả cuộc đời quản ngục sau đó, đúng không? Đấy là ví dụ thứ nhất. Cô sẽ đến với ví dụ thứ hai.
Một cái câu chuyện mà có lẽ là người Việt mình ai cũng biết, đó là chuyện ngắn Chí Phèo của Nam Cao. Thế thì trong chuyện ngắn Chí Phèo Nam Cao có một sự kiện, đó là Thị Nở xuất hiện trong cuộc đời Chí Phèo. Trước đấy Chí Phèo là một anh canh điền, hiền lành, lương thiện. Nhưng mà chúng ta biết rằng là nhà tù của thực dân, rồi cái làng Vũ Đại, một cái thế giới, một cái mảnh đất quần ngư tranh thực với những cái bọn cường hào ác bá, tất cả nó đã nhào nặn, nó đã biến đổi và nó đã tước đi tất cả cái phần nhân tính, hầu hết phần nhân tính trong con người của Chí Phèo, và biến Chí thành một con quỷ dữ, không còn phần người, chỉ còn phần quỷ thôi. Thế và sau khi mà chúng ta thấy là Chí Phèo đã chìm đắm với cuộc đời mình trong men rượu, trong những cái cơn say triền miên u tối, thì đột nhiên Thị Nở xuất hiện. Và sự xuất hiện của Thị Nở là một sự kiện. Chúng ta đang học về khái niệm sự kiện, đúng không? Và sự kiện này nó sẽ làm bộc lộ cái phần người bên trong của Chí, sẽ tác động rất mạnh mẽ tới suy nghĩ, xúc cảm, và ta biết rằng nó sẽ làm thay đổi cả cuộc đời của Chí sau đó. Thay đổi như thế nào chắc các em biết rồi, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đến với khái niệm thứ hai, đó là cốt truyện. Các em thấy là cái khái niệm này rất là quen thuộc với chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ như em đi xem phim hay là em đọc một cái truyện ngắn hay một tiểu thuyết nào đó, thì em có thể nói rằng là em có thể kể với bạn em hay là với em là hôm nay đọc một chuyện này rất là hay. Thì các bạn có thể là, hoặc là em có thể đề nghị là thế chị tóm tắt lại cốt truyện cho em nghe xem là có hấp dẫn thì em đọc, hoặc là em xem, đúng không? Thế thì cốt truyện là gì? Thì chúng ta có thể thấy rằng với cái khái niệm cốt truyện này, thì thật ra các em hiểu đơn giản như này cho cô này. Nếu như bây giờ ta hình dung nhé, cái chuyện ngắn Chí Phèo nó là một văn bản nghệ thuật. Nhưng mà trong văn bản nghệ thuật ấy thì nó có một cái khung xương cốt lõi. Và nó là một cái khung những sự kiện chính, những sự kiện cốt lõi trong một tác phẩm tự sự. Và được sắp xếp theo một trình tự từ lúc mở đầu, diễn biến cho đến khi kết thúc. Và cái chuỗi sự kiện ấy thì có một cái điều các em cần đặc biệt lưu ý là nó thoát ly khỏi cái lời văn nghệ thuật của văn bản truyện kể. Có nghĩa là truyện kể sẽ có cả sự kiện, có cả câu chuyện, có cả lời văn nghệ thuật, đúng không? Thế nhưng chúng ta thấy rằng là nếu là cốt truyện thì chỉ có một cái khung những sự kiện chính, những sự kiện cốt lõi thôi, và được sắp xếp theo trình tự thời gian và thoát ly khỏi lời văn nghệ thuật của văn bản truyện kể. Đấy, thì đây là khái niệm thứ hai mà các em cần nắm bắt. Cái khái niệm này thường xuất hiện khi các em đọc xong một cái văn bản nào đó, em xem xong một bộ phim nào đó và em muốn tóm tắt lại những sự kiện chính cho mọi người cùng nghe, và như là để giới thiệu cho họ, để họ đọc, họ xem nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với khái niệm thứ ba của phần tri thức ngữ văn, đó là khái niệm về câu chuyện. Thế thì khi mà chúng ta tóm tắt lại cái khung sự kiện thì đó là cốt truyện. Thế nhưng mà nhiều khi chúng ta thấy rằng là khi em nói về cái cốt truyện ấy, em nói về một tác phẩm truyện kể ấy, thì em hay nói là đây là câu chuyện về cuộc đời của Chí Phèo, đây là câu chuyện về cái cuộc gặp gỡ giữa hoặc quản ngục với lại Huấn Cao, giữa một người coi tù với một người tử tù, đây là câu chuyện về cuộc đời của Thúy Kiều, vân vân. Thế thì ta hay thấy cái khái niệm về câu chuyện. Khái niệm này không có trong sách học sinh của các em, cho nên cô sẽ nói cho kỹ hơn một chút. Thế câu chuyện là gì? Trước hết, khi đã nói đến một tác phẩm tự sự hay là kịch cũng thế thôi nhé, thì đây là một thành phần không thể thiếu được của tự sự và kịch. Chúng ta thấy là khi mà em xem một bộ phim, em xem một vở kịch, em đọc một truyện ngắn hay là một tiểu thuyết, thì người ta thường hay hỏi em, hoặc là em hay bộc lộ, hay chia sẻ: hôm nay đọc được một câu chuyện hay quá, hôm nay xem kịch và thấy xúc động với câu chuyện về cuộc đời của nhân vật A và B quá nhé. Thế thì cái từ câu chuyện là một cái khái niệm mà rất là quen thuộc với các em. Nhưng có điều là bây giờ mình đang học mà, cho nên mình phải hiểu nó là gì. Vậy thì điều đầu tiên em phải nhớ hộ cô, đây là thành phần không thể thiếu của các tác phẩm tự sự và kịch nhé. Thì đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, vậy thì cụ thể nó là gì? Nó cũng là một chuỗi sự kiện. Và vốn là cái chuỗi sự kiện của cốt truyện,
Nhưng có điều là được nhà văn tổ chức lại một cách đầy ý thức. Bây giờ cô ví dụ như này. Cốt truyện của Chí Phèo thì có thể bắt đầu là từ cái việc Chí Phèo được một người mẹ nào đó sinh ra, mà chắc chắn là một người mẹ bất hạnh. Bởi vì cô thì cô nghĩ là xét cho cùng, những người mẹ mà phải bỏ con đều là những người mẹ bất hạnh. Cô không nói về họ tốt hay xấu, hay hay dở, đúng hay sai, mà chỉ nói đó là sự bất hạnh của họ, dù nhìn ở góc độ nào. Vậy thì cái cốt truyện của Chí Phèo sẽ bắt đầu đó là Chí Phèo được sinh ra bởi một người mẹ bất hạnh nào đó, bị bỏ trong một cái lò gạch cũ nơi vắng người lại qua. Rồi sau đó thì được dân làng Vũ Đại nhặt về, cưu mang, nuôi nấng thành một anh canh điền. Rồi cứ như thế câu chuyện diễn biến, và cho đến cái kết thúc cuối cùng, đó là Chí Phèo đâm chết Bá Kiến, kẻ thù độc ác nhất trong cuộc đời mình, và tự sát. Đấy là cốt truyện. Thế nhưng mà câu chuyện mà Nam Cao thể hiện ở trong cái chuyện ngắn Chí Phèo thì nó không hoàn toàn như thế. Câu chuyện lại là gì? Đó là một chuỗi sự kiện của cốt truyện đã được tổ chức lại, đã được Nam Cao tổ chức lại một cách đầy ý thức. Tức là ông không đi theo trình tự thời gian là từ khi mẹ Chí Phèo sinh ra như thế nào, bỏ con như thế nào, không. Ông bắt đầu bằng một cái đoạn văn đầy ấn tượng. Hắn vừa đi vừa chửi, bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Đầu tiên hắn chửi trời, ba chập, vân vân. Thế sau đó thì bắt đầu lại lùi về quá khứ. Cho nên chúng ta thấy là đây là một câu chuyện ấy, là một chuỗi sự kiện của cốt truyện, nhưng được nhà văn tổ chức lại. Ông ấy lựa chọn, ông ấy sắp xếp, ông ấy tổ chức lại một cách đầy ý thức. Tức là không phải là cứ kể theo cái dòng sự kiện, mà là rất ý thức đặt một cái thời điểm nào đó trong cuộc đời của nhân vật lên đầu. Và để làm gì? Để hướng tới thể hiện một trong những thông điệp chủ quan nào đó của nhà văn. Chúng ta thấy đây là câu chuyện về Chí Phèo. Một thân phận của những người nông dân lương thiện bị đẩy vào con đường tha hóa lưu manh, sau đó muốn hoàn lương nhưng lại bị khước từ. Một cái thông điệp thấm đẫm cái giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo sâu sắc của nhà văn Nam Cao. Thế và cái thông điệp ấy đã tác động mạnh mẽ vô cùng đến người đọc khi mở đầu văn bản đã là gì? Hắn vừa đi vừa chơi. Đúng là hình ảnh của một kẻ say. Đúng hình ảnh của một kẻ lạc loài. Đúng hình ảnh của một con người cô độc khốn khổ giữa cuộc đời. Đúng không? Thì đấy là cái thông điệp nó thể hiện cái nỗi xót thương, cái cảm giác đau đớn của nhà văn cho thân phận con người. Một cái thông điệp rất là nhân văn. Thì như vậy là chúng ta có một cái khái niệm nữa, đó là câu chuyện. Đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái khái niệm thứ tư, đó là chuyện kể. Trở lại với cái khái niệm của đúng tên bài đấy, sức hấp dẫn của chuyện kể. Và bây giờ ta đến với khái niệm này, chuyện kể. Thế thì sau những sự kiện, sau những cốt truyện, sau những câu chuyện, bây giờ đến một khái niệm. Khái niệm này sẽ là một, ta hình dung nó như là có sự kiện rồi, có cốt truyện rồi, có câu chuyện rồi, nhưng vẫn chưa có sản phẩm, chưa có thành phẩm. Vậy thì đây chính là một sản phẩm nghệ thuật. Và sản phẩm ấy là gì? Là một văn bản nghệ thuật hoàn chỉnh của nhà văn. Đúng không? Nhá. Là một văn bản nghệ thuật hoàn chỉnh của nhà văn. Và trong cái văn bản nghệ thuật ấy thì nhà văn đã làm một cái việc, đó là ông liên kết cái chuỗi sự kiện của cốt truyện. Đúng không? Nhưng mà liên kết cái chuỗi sự kiện của cốt truyện là cái chuỗi sự kiện theo cái trình tự thời gian từ lúc mở đầu, diễn biến rồi kết thúc. Nhưng mà ông khi mà ông liên kết lại như thế thì tạo ra thành một mạch kể. Mạch kể này có sự thống nhất của hai yếu tố. Thứ nhất là hệ thống chi tiết. Thứ hai là lời văn nghệ thuật. Cái lời văn ấy có thể là kể, là tả, là bình luận. Nhé. Thì đây chính là cái ý rất quan trọng mà các em cần nhớ. Vậy thì ở trong cái, các em chú ý cho cô, trong cái hoa thị thứ hai này này, cái ý thứ hai này này, có những khái niệm sự kiện. Rồi mạch kể là cái những cái khái niệm mà các em cần lưu ý. Một mạch kể,
đấy là những cái yếu tố mà chúng ta không thể bỏ qua khi chúng ta tiếp cận, chúng ta khám phá cái vẻ đẹp, những cái giá trị của một cái tác phẩm truyện kể. Để làm rõ cái khái niệm truyện kể hơn thì cô lại cùng với các em tới với một truyện ngắn quen thuộc, đó là Chí Phèo. Trước hết mình có thể thống nhất với nhau là truyện ngắn Chí Phèo của nhà văn Nam Cao là một văn bản nghệ thuật đích thực, một văn bản nghệ thuật hoàn chỉnh, một truyện kể, đúng không? Và cô sẽ nói giúp các em là sẽ phát hiện xem là có những cái khái niệm nào ở trong cái truyện ngắn Chí Phèo này mà chúng ta có thể cần phải sử dụng làm cái công cụ để chúng ta đọc các tác phẩm truyện kể sau này nhé. Trong cái truyện ngắn Chí Phèo của Nam Cao ấy, thì có một cái khái niệm mà chúng ta cần quan tâm, đó là người kể chuyện. Nam Cao, tác giả, ông không hề xuất hiện là tôi kể lại hay gì cả, mà ta thấy đây là một người kể chuyện giấu mặt nhé. Người kể chuyện kể lại câu chuyện cuộc đời Chí Phèo từ ngôi thứ ba. Và trong cái chuyện ngắn ấy, trong cái chuyện kể về Chí Phèo ấy thì nó bao gồm các sự kiện, các biến cố của cốt truyện, nhưng mà kết hợp với lời văn nghệ thuật, đúng không? Lời văn nghệ thuật ấy có thể là kể những sự kiện, có thể là tả cái thái độ, cái nét mặt, cái hình hài, hay là cái tâm tư, hoặc là thậm chí có thể có những lời bình luận nữa nhá. Thì như vậy đây chính là một cái ví dụ mà cô muốn nói với các em về khái niệm chuyện kể. Bây giờ chúng ta sẽ đến với khái niệm thứ năm, đó là người kể chuyện. Trong một tác phẩm chuyện kể không thể thiếu người kể chuyện nhá. Tất nhiên người kể chuyện có thể xuất hiện ở rất nhiều vai, có thể xuất hiện ở rất nhiều hình hài, thế nhưng mà phải có cái khái niệm này. Vậy người kể chuyện là gì? Chúng ta có thể hình dung như thế này. Người kể chuyện là một loại nhân vật mà được ông nhà văn, ông ấy tạo ra để làm gì? Để thay nhà văn kể lại câu chuyện. Đây họ có thể là người chứng kiến, thậm chí có thể là người tham gia vào câu chuyện, hiểu được ý nghĩa của nó và muốn kể lại, kể lại cho mọi người nghe cái câu chuyện ấy. Và chính người kể chuyện là người sẽ thay nhà văn biến những sự kiện, cái chuỗi sự kiện trong cốt truyện, trong câu chuyện thành chuyện kể. Nhá. Thì đây chính là một cái khái niệm mà chúng ta rất cần để quan tâm. Nhá. Bởi vì ta hiểu được cái vai trò, cái vị trí của người kể chuyện, ta sẽ có thể thấu hiểu được nhiều hơn cái giá trị nội dung cũng như là giá trị nghệ thuật của câu chuyện. Bây giờ chúng ta thấy là cái vai trò người kể chuyện, thì người kể chuyện không chỉ là người kể lại cái câu chuyện rồi biến cái cốt truyện thành chuyện kể, mà người kể chuyện thậm chí còn có những cái chỉ dẫn, những cái gợi mở, và thậm chí có những cái đối thoại với người đọc nữa nhé. Tạo ra những cái đối thoại với người đọc. Thế và bây giờ có một cái phần rất quan trọng để các em có thể sau này nhận diện được cái vai trò của từng kiểu người kể chuyện, đó là cái phần phân loại. Nhưng mà để phân loại người kể chuyện thì có rất nhiều tiêu chí, và bây giờ chúng ta sẽ xem là người kể chuyện có thể được phân loại theo nhiều tiêu chí, và bây giờ ta sẽ xem có những tiêu chí nào nhé. Thứ nhất, đó là cái tiêu chí về sự nắm bắt, sự hiểu biết của người kể chuyện với cái câu chuyện mà anh ta kể. Đây, sự hiểu biết, nếu căn cứ vào cái tiêu chí thứ nhất này thì sẽ có hai loại người kể chuyện. Người kể chuyện thứ nhất mà trong cái thuật ngữ của lý luận văn học ấy, thì các nhà lý luận văn học có đưa ra một cái cụm từ rất thú vị, đó là một vị thần biết hết. Cái vị thần biết hết tức là ta không biết là có bao giờ các em đã có một cái băn khoăn khi mà em đọc, cô ví dụ như đọc Giấy Mèn Phiêu Lưu Ký nhé. Có bao giờ các em băn khoăn là liệu ông Tô Hoài làm sao mà ông ấy có thể kể lại được những tâm tư, những suy nghĩ và mọi câu chuyện của Giấy Mèn hay là Giấy Chũi? Tại sao lại biết hết mọi câu chuyện như vậy? À, bởi vì ông ấy là người mà có một cái vai trò, đó là ông ấy mặc định được coi là người kể chuyện toàn tri. Tri ở đây các em hiểu tri, đây là một cái yếu tố Hán Việt. Tri nghĩa là biết. Toàn tri, biết hết. Đây là một vị thần biết hết. Cho nên có thể nắm bắt được tất cả mọi điều từ những cái hành động bên ngoài, lời nói, nụ cười, tiếng khóc, cho đến những cái tâm tư bên trong, những suy nghĩ, những xúc cảm, những nỗi niềm, này, là người kể chuyện toàn tri.
Nhưng mà như vậy thì căn cứ vào cái tiêu chí về sự hiểu biết, nắm bắt của người kể chuyện với cái được kể, với đối tượng kể, thì sẽ có một cái kiểu người kể chuyện nữa. À, đó là người kể chuyện hạng chi. Có những trường hợp không thể nắm bắt hết được chứ, đúng không? Cho nên hạng chi tức là cái nắm bắt của mình, cái hiểu biết của người kể chuyện ấy, có cái giới hạn nhất định. Thế thì trong quá trình tiếp xúc với lại các văn bản đọc, cô trò mình sẽ làm rõ hơn về cái khái niệm toàn chi và hạn chi này. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái tiêu chí thứ hai, đó là tiêu chí về cái sự biểu hiện đánh giá của người kể chuyện với cái câu chuyện mà họ kể. Thì có cái người kể chuyện chủ quan, và thứ hai đương nhiên đối lập với chủ quan sẽ là người kể chuyện khách quan nhé. Và các cái khái niệm này cô cứ giới thiệu sơ bộ cái thuật ngữ như thế đã. Chủ quan đánh giá những cái sự kiện theo cái quan niệm của mình, và có cái người kể chuyện khách quan đứng bên ngoài để đánh giá. Đấy là cái tiêu chí về cái biểu hiện đánh giá. Cái tiêu chí cuối cùng là dựa vào ngôi kể. Thì có hai cái ngôi kể cơ bản, nhưng tất nhiên trong từng ngôi kể nó sẽ phân loại ra từng cái nhánh nhỏ hơn nữa, thì chúng ta sẽ làm đầy đặn các khái niệm ấy trong quá trình chúng ta đến với các văn bản sẽ đọc trong bài 1 và sẽ đọc suốt cuộc đời các em. Thì chúng ta sẽ, nếu như xuất phát từ ngôi kể, ngôi của người kể chuyện, thì chúng ta sẽ có người kể chuyện từ ngôi thứ nhất. Ví dụ câu chuyện mà cô vừa nhắc, Giấy mèn phiêu lưu ký xuất hiện ở ngôi thứ nhất. Hay là nếu mà bạn nào đã xem cái tiểu thuyết Không gia đình, cũng là từ ngôi thứ nhất. Nhưng mà nếu mà so sánh về cái số lượng ấy, cái xác suất ấy, thì cái trong cái các cái tác phẩm chuyện kể sẽ có một cái ngôi xuất hiện nhiều hơn, phổ biến hơn, đó là người kể chuyện ở ngôi thứ ba. Tức là cái người kể chuyện này họ xuất phát từ cái ngôi thứ ba để họ kể chuyện, họ trần thuật nhé. Thì chúng ta thấy là đây sẽ là một cái tiêu chí tiếp theo nữa nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với một khái niệm nữa, đó là khái niệm thứ 6, nhân vật. Như cô nói lúc đầu, trong chuyện kể không thể không có nhân vật, đúng không? Nhân vật ở đây là gì? Nó có vai trò như thế nào? Đây là một yếu tố đặc biệt quan trọng trong tác phẩm tự sự. Còn cô thì khẳng định là không thể không có. Nhưng có điều là cái nhân vật này, thật ra nhân vật là một khái niệm nhé. Thế còn cụ thể hóa nó thì có thể nhân vật ấy là con người, có thể là thần, có thể là ma quỷ, có thể là con vật hoặc là thậm chí đồ vật nhé. Thì đều có thể được coi là nhân vật, nhưng mà được nhà văn xây dựng, tạo dựng nên trong tác phẩm văn học thông qua những cái phương tiện đặc thù của ngôn từ, của nghệ thuật ngôn từ. Thì đây là nhân vật, vừa là cái sự xuất hiện của nó trong tác phẩm, vừa là vai trò, vừa là xuất hiện thì có thể là người, có thể là vật, đúng không? Thì hoặc là cây cỏ cũng có thể là một nhân vật được mà. Thế bây giờ cô sẽ đưa các em đến với thử ví dụ nhé. Chúng ta hay nói về ví dụ nhân vật Thị Nở, nhân vật Thúy Kiều, nhân vật Chí Phèo. Bây giờ chúng ta sẽ đến với nhân vật mà sẽ rất quen thuộc với trong cái bài 1 mà chúng ta sắp học. Đó là đây, ví dụ đây cũng là một nhân vật rất đặc biệt, một vị thần. Mà vị thần này chúng ta thấy là thậm chí nghe đến tên và nhìn hình hài của vị thần, chúng ta đã thấy có một cái sự uy nghi, có một cái sự dữ dội vô cùng, đó là thần Xét. Ta hay nghe thấy người ta nói câu thiên lôi chỉ đâu đánh đấy, thiên lôi. Thì thần Xét còn có một cái tên khác là thiên lôi, và có khi gọi là ông Sấm, ông Xét. Thần thường có một cái khuôn mặt rất là chắc chắn, mà để thực hiện cái nhiệm vụ thiên lôi chỉ đâu đánh đấy thì phải là cái khuôn mặt khá là dữ dằn, khá là thậm chí là nanh ác nữa. Cái tiếng quát thì tiếng nói của thần thường là không nói mà là quát, là hét rất dữ dội. Và ta hình dung đấy là cái cảm giác của con người khi hình dung về thần Xét. Còn thì thật ra ấy, thì ta hình, đấy là cái âm thanh của tiếng Xét. Tiếng Xét đâu, đúng không? Tiếng Sấm, tiếng Xét thì có bao giờ nó êm đềm dịu dàng đâu. Nó phải rất là dữ dội, đúng không? Và làm cho chúng ta thậm chí là giật mình. Thì ta hình dung đó là tiếng quát, tiếng hét dữ dằn, dữ dội của nhân vật. Thì đấy là một cái ví dụ. Có một đặc điểm nữa của nhân vật mà cô cũng phải nói thêm với các em. Đó là do tài năng của mỗi nhà văn.
cho nên các nhân vật của họ thông thường rất chân thực, rất sống động. Chân thực sống động đến mức là nhiều khi người đọc chúng ta đồng nhất họ như những người thực ở ngoài đời. Thậm chí đi tìm kiếm những người thực ở ngoài đời để gắn với họ. Thế thì ở đây cái đặc điểm này các em cần phải lưu ý này. Nhân vật luôn gắn với chủ đề của tác phẩm. Tức là nhà văn tạo ra nhân vật để làm gì? Để thể hiện một cái thông điệp nào đó. Nhưng mà luôn phải nhớ đó là nhân vật luôn chỉ là một sáng tạo nghệ thuật thôi. Tức là nhà văn hư cấu này. Và vì thế cho nên là nhân vật nó chỉ mang tính ước lệ để thể hiện một tính cách, để phản ánh một thân phận, để gửi gắm một cái thông điệp nào đó. Cho nên không thể đồng nhất nhân vật văn học với những người thực ngoài đời. Dù ta có thể gặp họ ở đâu đấy trong ngoài đời, gặp cái kiểu người giống như họ, cái tính cách giống như họ, đúng không? Cái đường nét nào đó giống như họ, cái thân phận giống như họ, nhưng không phải là họ. Nhân vật vẫn là một sáng tạo nghệ thuật của riêng nhà văn. Và thuần túy mang tính ước lệ thôi. Đấy. Thì đấy là một cái đặc điểm mà chúng ta cần phải quan tâm. Một điều nữa, đó là nhân vật thường được thể hiện như thế nào trong tác phẩm? Các em nhớ lại cái câu hỏi mà cô có đặt ra lúc đầu ấy. Để chúng ta có thể, trước khi đi vào cái phần tri thức ngữ văn, thì cô có đưa ra một số cái câu hỏi. Ví dụ như có một câu hỏi là nhân vật thường được khắc họa thể hiện ở những cái bình diện như thế nào? Thì chúng ta có thể thấy rằng là nhân vật thường được miêu tả ở mấy cái bình diện chính như thế này. Thứ nhất, tức là những cái nét bên ngoài. Cái mà có thể nhìn thấy là ngoại hình, là lời nói, là hành động. Thứ hai là cái thế giới bên trong, đó là nội tâm với những suy nghĩ, những xúc cảm, những nỗi niềm, những tâm trạng. Thứ ba, đó là cái quá trình sống của họ, cái cuộc đời của họ. Ví dụ như cuộc đời của Chí Phèo từ khi sinh ra, rồi bị bỏ rơi, rồi trở thành anh canh điền lương thiện, thành con quỷ dữ của làng Vũ Đại, rồi gặp Thị Nở, thức tỉnh, cái tính người, cái nhân tính và cái chết cuối cùng bi thảm. Đấy, cái quá trình sống. Thế rồi các mối liên hệ với thế giới xung quanh. Con người, chúng ta thấy là mỗi một con người là một cá thể. Nhưng cá thể ấy, cá thể thì đương nhiên là có sự độc lập, có sự tự chủ tùy theo cái tính cách của mỗi con người hoặc thân phận của mỗi con người. Nhưng họ không bao giờ có thể cắt bỏ các cái mối liên hệ giữa họ với thế giới xung quanh. Với tự nhiên, với xã hội, với gia đình, với tất cả những cái gì thuộc về thế giới bên ngoài. Bây giờ chúng ta sẽ đến với các kiểu nhân vật trong một tác phẩm tự sự, trong một tác phẩm chuyện kể nhé. Thế thì nhân vật sẽ được phân loại theo rất nhiều cái tiêu chí, giống như lúc nãy người kể chuyện ấy mà, thì bây giờ nhân vật cũng thế, ta phải có nhiều tiêu chí, bởi vì để phân loại phải căn cứ vào tiêu chí nào mới phân loại được. Thế nhưng mà để mà phân loại người kể chuyện, để phân loại nhân vật thì rất nhiều tiêu chí. Cái tiêu chí thứ nhất là tiêu chí xuất phát từ cái vị trí của họ trong cái chuyện này như thế nào, trong cái cốt truyện như thế nào. Thế thì ta sẽ thấy là nếu mà xét về vị trí thì sẽ có chính và phụ, đúng không? Bây giờ ta xem trong truyện Kiều thì Thúy Kiều là nhân vật chính. Bên cạnh đấy là Thúy Vân, là Vương Quan, là Vương Ông, Vương Bà, là Tú Bà, là Từ Hải, là những nhân vật phụ. Thế rồi như vậy là nếu xuất phát từ cái tiêu chí là căn cứ vào vị trí của nhân vật trong cốt truyện thì ta có nhân vật chính, có nhân vật phụ. Chúng ta sẽ tới với cái tiêu chí phân loại thứ hai của nhân vật, đó là tiêu chí căn cứ vào cái chức năng xã hội của nhân vật. Cái chức năng xã hội đó là cái tác động của nhân vật tới xã hội, tới cộng đồng như thế nào, đánh giá như thế nào về họ, tốt hay xấu, thiện hay ác. Thế thì nếu mà căn cứ vào chức năng xã hội này thì chúng ta sẽ thấy là có hai cái tuyến nhân vật mà chúng ta thấy là các cái khái niệm rất quen thuộc rồi. Đó là nhân vật chính diện và nhân vật phản diện, đúng không? Có một tiêu chí nữa, đó là căn cứ vào cái mục đích, cái phương thức xây dựng nhân vật. Nhưng mà cái phương thức xây dựng nhân vật này là căn cứ vào cái mục đích của nhà văn, muốn sử dụng nhân vật để làm gì. Thì ta sẽ có các cái kiểu loại nhân vật chính sau đây. Các kiểu loại nhân vật này với các em bây giờ cô sẽ chủ yếu là chỉ giới thiệu cho các em cái khái niệm thôi, cái tên gọi thôi. Và sau này dần dần trong quá trình chúng ta tiếp xúc với văn bản đọc thì chúng ta sẽ nắm bắt được đầy đặn hơn cái khái niệm ấy, kiểm chứng nó đầy đặn hơn và hiểu nó hơn.
Thế thì thứ nhất là có cái loại nhân vật thứ nhất là nhân vật loại hình. Nhân vật này là được tạo để làm gì, được xây dựng để làm gì? Để thể hiện một cái đặc điểm nào đó, một cái thông điệp nào đó. Cô ví dụ như là một cái nhân vật của văn học 45-75, của cái giai đoạn văn học 1945-1975. Đó là những nhân vật mà được đại diện, là những nhân vật ưu tú đại diện cho cộng đồng. Những nhân vật có những cái phẩm chất mà đẹp đẽ nhất, tốt đẹp nhất của cộng đồng. Ví dụ yêu nước, căm thù giặc, chiến đấu dũng cảm, luôn luôn lạc quan, hy vọng, tin tưởng vào tương lai tất thắng của cách mạng, của cuộc chiến. Thì đấy là những cái đặc điểm rất là chung của con người Việt Nam trong cái cuộc chiến tranh vệ quốc chống Pháp và chống Mỹ của cái giai đoạn văn học 1945-1975. Thế thì các cái nhân vật ở trong cái giai đoạn ấy về cơ bản là phản ánh những cái phẩm chất chung của cộng đồng. Cho nên có thể coi đó là những cái dạng nhân vật mà gọi là nhân vật loại hình. Nhân vật mà cái tính chung nhiều hơn tính riêng. Cái kiểu nhân vật thứ hai là nhân vật tính cách. Có những kiểu nhân vật mà người ta, nhà văn xây dựng tô đậm một cái kiểu tính cách nào đó và thể hiện được cái tính cách mà nó rất là, có thể nói là rất đặc biệt, rất đầy đặn, rất chân thực, rất sống động. Một cái kiểu nhân vật tính cách. Hoặc là một cái nhân vật mà để thể hiện, chỉ đơn giản là đưa ra một cái tư tưởng nào đó để gửi gắm một cái thông điệp tư tưởng. Ví dụ như sau này các em có thể đọc một cái truyện ngắn của Nguyễn Minh Châu. Ví dụ như là cái nhân vật họa sĩ trong truyện ngắn Bức Tranh chẳng hạn, của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là với cái nhân vật họa sĩ trong truyện ngắn Bức Tranh ấy, một tư tưởng, một thông điệp tư tưởng Nguyễn Minh Châu đã được thể hiện. Đó là trong mỗi con người luôn có thể bao hàm cái xấu và cái tốt, cái ánh sáng và bóng tối, cái thiên thần và ác quỷ, cả rồng phượng và rắn rết. Đấy là một tư tưởng. Thế thì cái nhân vật ấy tính cách không rõ nét lắm, và cái tính chung cũng không rõ, nhưng mà cái tư tưởng thì rất đậm. Thì như vậy đây là một cái tiêu chí. Và với cái tiêu chí này thì các em sẽ phải có cả một cái khoảng thời gian, không phải chỉ trong thời gian học bài 1 đâu, mà cái thời gian lâu dài, thậm chí trong cả cuộc đời, trong cái quá trình các em tự học, tự đọc các tác phẩm, các cái tác phẩm truyện kể, thì các em sẽ hiểu rõ hơn thế nào là nhân vật loại hình, nhân vật tính cách, nhân vật tư tưởng. Và đương nhiên là còn rất nhiều cái kiểu loại nhân vật khác nữa. Bây giờ cô sẽ đến với một khái niệm cuối cùng. Khái niệm này trực tiếp liên quan đến những văn bản đọc đầu tiên của chúng ta trong bài số 1, sức hấp dẫn của truyện kể. Đó là khái niệm thần thoại. Đây, số 7, khái niệm thần thoại. Trong phần thần thoại này, khái niệm về thần thoại thì cô sẽ đi 3 nội dung. Đó là khái niệm, là đặc điểm và sự phân loại thần thoại. Bây giờ chúng ta đi vào cái thứ nhất. Này, cái thứ nhất đó là chúng ta đi vào nội dung đầu tiên là khái niệm thần thoại là gì. Các em hay nghe thấy người ta nói cứ như là chuyện thần thoại. Vậy thì thần thoại là gì? Ví dụ bây giờ ta kể một cái câu chuyện gì đấy mà thứ nhất là nó hoang đường, tức là người ta thấy rằng là không có thật, mình bịa ra. Hoặc là cái câu chuyện nó gợi đến một cái gì đấy, ví dụ nó như là có những cái phép màu chẳng hạn, đúng không? Thì người ta bảo kể cứ như kể chuyện thần thoại. Thế thì thần thoại là gì? Ở đây cô cung cấp cho các em cái khái niệm thần thoại. Đó là một loại chuyện kể đã nhé. Trước hết ta thống nhất đó là chuyện kể. Nhưng mà đây là thể loại chuyện kể xa xưa nhất, ra đời trong cái buổi bình minh, buổi sơ khai thuở ấu thơ của lịch sử loài người, khi loài người mới xuất hiện. Và chúng ta biết rằng là ở đây cái chữ, trong cái từ thần thoại ấy, có chữ thần đầu tiên. Thần thoại là kể về ai? Nhân vật là gì? Không phải là người bình thường, mà là các vị thần. Thần thoại phần lớn là kể chuyện về các vị thần. Và kể chuyện về các vị thần nhằm mục đích gì? Nhằm thể hiện những quan niệm về vũ trụ. Nhá. Đây. Là những chuyện kể, thần thoại là thể loại chuyện kể xa xưa nhất ra đời trong cái buổi sơ khai của lịch sử loài người. Kể về các vị thần,
thể hiện quan niệm về vũ trụ, rồi cái khát vọng chinh phục thế giới tự nhiên của các thị tộc, của các bộ tộc, bộ lạc thời Nguyên Thủy, cái thời ấu thơ đấy, thời của loài người, thời bình minh của lịch sử loài người. Bây giờ cô trò mình sẽ đến với phần thứ hai, đó là đặc điểm. Thần thoại có những đặc điểm gì? Rất nhiều đặc điểm mà chúng ta cần phải gọi là biết khái lược một chút. Thứ nhất là thần thoại không chỉ giải thích cái thói quen, cái tập tục, mà còn định hướng cho hành vi, và thậm chí tức là cho cái tâm tư của cộng đồng nữa. Ví dụ như là chúng ta đọc cái sự tích chăm trứng ấy, đây là một thần thoại. Cái sự tích chăm trứng này nó thể hiện cái tâm thế, nó tạo tâm thế cho cả một cộng đồng người Việt. Luôn, ví dụ như các em thấy là chúng ta gọi nhau là đồng bào, đúng không? Cái từ đồng bào là gì? Đồng là cùng, bào là bọc. Đồng bào tức là anh em ruột thịt, cùng cha, cùng mẹ, cùng ra đời trong một bọc. Nhá. Và vì thế cho nên là chúng ta thấy là cái với cái khái niệm này thì cái chuyện sự tích chăm trứng ấy nó tạo cái tâm thế cho một cái cộng đồng mà đoàn kết, đùm bọc và luôn hướng về cội nguồn. Đúng không? Thì đây là cái đặc điểm thứ nhất mà các em cần quan tâm. Bây giờ chúng ta sang đặc điểm thứ hai, đó là thần thoại thì có một cái nguyên tắc sáng tạo nghệ thuật là gì? Chúng ta biết rằng là cái lúc đầu cô có nói là một cái ví dụ ta kể một cái gì đấy hoang đường, người ta cũng nói là như chuyện thần thoại. Vậy thì đây là một đặc điểm. Nguyên tắc sáng tạo nghệ thuật của thần thoại là tưởng tượng, dùng cái trí tưởng tượng để nhận thức và tái hiện lại cái thế giới, tái hiện lại cái hình ảnh của vũ trụ, thế giới, tất cả cái thế giới xung quanh mình. Cái gì mà con người thời Nguyên Thủy, thời bộ tộc bộ lạc họ chưa nhận thức được, họ chưa nắm bắt được, họ chưa thấu hiểu được, họ dùng trí tưởng tượng để tưởng tượng ra. Và tưởng tượng để nhận thức, đây là một hình thức tưởng tượng, một hình thức để nhận thức và tái hiện thế giới của họ. Nhá. Đấy là cái thứ hai. Một cái đặc điểm nữa của thần thoại, đó là chúng ta sẽ quan tâm đến cái cốt truyện của thần thoại. Cốt truyện thần thoại, các em có thể đã đọc ba cái văn bản, ba văn bản đọc về thần thoại ở trong cái bài 1 đấy, thì các em thấy cốt truyện của thần thoại đơn giản lắm. Có thể là tập trung vào một vị thần, cái đó là cốt truyện đơn tuyến. Có thể là tập hợp rất là nhiều cốt truyện đơn thành một cái hệ thần thoại. Nhá. Đấy, thì đấy cũng là một cái đặc điểm về tiếp theo về cốt truyện. Một cái đặc điểm tiếp theo nữa là cái câu chuyện trong thần thoại ấy, thì nó thường gắn với một cái, đây cũng là cái điều mà cô nói với các em là sau cái bài 1 này, lúc đầu ấy cô có nói là có những khái niệm mà trong cái yêu cầu cần đạt chúng ta phải nhớ được, hiểu được, nắm bắt được, đó là cái thời gian và không gian trong thần thoại. Thế thì cái câu chuyện trong thần thoại nó gắn với cái thời gian, mà ở đây có một từ mà các em cần quan tâm, đó là thời gian mang tính chất phiếm chỉ. Phiếm chỉ là gì? Là không xác định. Nhá. Cho nên là các em hay nghe thấy là những cái từ thuở xa xưa hay là ngày xưa, ngày xưa hay vân vân, tức là từ cái lúc mà thậm chí là không nhớ nhỏ, rõ năm nào, thời nào. Đấy. Thì chúng ta thấy là cái tính phiếm chỉ, cái tính ước lệ, thời gian mang tính phiếm chỉ, ta không thể biết nó có từ bao giờ. Cái thuở khai thiên lập địa thì ai biết từ bao giờ, đúng không? Là một. Thứ hai là không gian. Thì đấy là không gian vũ trụ, gắn với rất nhiều cõi khác nhau. Những cõi trời, cõi siêu nhiên, cõi đời, rất nhiều cõi, mà thậm chí nó có cái, các cõi là tương quan, tương thông với nhau qua cái hành động của các vị thần, sự xuất hiện của các vị thần. Nó kỳ vĩ, kỳ diệu lắm. Đấy. Cái không gian và thời gian ở đây cũng là, nó cũng là cái thành quả của sự tưởng tượng mà. Cho nên là đây cũng là một cái đặc điểm mà chúng ta cần quan tâm đến ở thần thoại. Một cái đặc điểm nữa mà chúng ta cần quan tâm, đó là ta nói về các nhân vật. Nhá. Cái nhân vật của các thần thoại có những đặc điểm như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ đến một cái nội dung nữa. Nhân vật chính của thần thoại đương nhiên như lúc đầu cô nói là những vị thần. Thần sấm, thần sét, thần trụ trời, vân vân. Hoặc là nếu như bạn nào đã xem thần thoại Hy Lạp ấy, ví dụ thần rớt, thần biển, thì đấy là những vị thần rồi. Tuy nhiên có những trong thần thoại Hy Lạp, chúng ta còn thấy xuất hiện những nhân vật mà không phải là thần, nhưng có nguồn gốc thần linh, là con cháu của thần linh. Ví dụ như Asin chẳng hạn, mà sau này là một trong số những nhân vật rất điển hình
của cái sử thi Iliad, đúng không? Thì Asin là con của các vị thần, có nguồn gốc thần linh. Và họ tuy là người nhưng họ có nguồn gốc là thần linh là một, có năng lực siêu nhiên, siêu phàm là hai. Và thứ ba là cái hình hài bộ dạng của họ, nó đúng là siêu nhiên, siêu phàm, tức là khổng lồ, hình dạng khổng lồ. Và cái thứ tư đương nhiên là họ có sức mạnh phi thường, phi phàm. Và muốn có tất cả những đặc điểm ấy thì đương nhiên là các nhân vật thần thoại này phải được miêu tả bằng thủ pháp nói quá, thậm xưng, phóng đại, cường điệu. Đó là một cái đặc điểm mà chúng ta quan tâm đến cả khi mà chúng ta quan tâm đến các cái nhân vật của thần thoại. Một cái đặc điểm nữa cũng của các nhân vật thần thoại, đó là cái chức năng của họ. Các nhân vật thần thoại không chỉ có sức mạnh tự nhiên và được hình tượng hóa thành những như là thần trụ trời, thần sấm, thần sét, mà họ còn có một cái mối quan hệ rất gần gũi với con người nữa. Đó là cái chức năng giải thích rất nhiều vấn đề trong đời sống xã hội của cộng đồng, những tâm tư cộng đồng, những cái phong tục tập quán của cộng đồng. Ví dụ như là cô trở lại với sự tích trăm trứng chẳng hạn, thì rõ ràng là cái nhân vật, hai nhân vật Lạc Long Quân và Âu Cơ giúp cho chúng ta giải thích được cái tâm thế của người Việt, cái tâm thế của những người con thuộc dòng dõi con Lạc cháu Hồng, đúng không? Nhá. Đấy. Thì đấy là những cái đặc điểm về các nhân vật trong các chuyện thần thoại. Bây giờ cô muốn nói với các em về cái lý giải cái nguyên nhân, đây cũng là một đặc điểm của thần thoại, nhưng nó lý giải cái nguyên nhân về cái sức sống lâu bền của thần thoại. Tại sao thần thoại, một cái thể loại chuyện kể ra đời từ cái thuở bình minh ấu thơ của loài người, mà đến bây giờ chúng ta vẫn đọc, vẫn học và thậm chí vẫn thấy bị cuốn hút. Thì đây là một cái đặc điểm này. Cái tư duy trong thần thoại rất hồn nhiên, bởi vì là người thượng cổ mà, cho nên là tư duy của họ hồn nhiên, chất phác lắm. Và cái trí tưởng tượng của họ đúng là bay bổng tuyệt vời, rất lãng mạn. Và họ thậm chí họ tạo dựng cái niềm tin thần thoại, có một cái khái niệm đó là niềm tin thần thoại. Và chính cái niềm tin thần thoại này, cái trí tưởng tượng bay bổng và cả cái tư duy rất thuần phác của họ nữa đã làm nên cái sức cuốn hút tuyệt vời, sức sống lâu bền và để cho thần thoại vẫn còn vị trí, còn chỗ đứng trong xã hội ngày hôm nay, thậm chí trong thời A Cộng, đúng không? Đấy. Cái thời mà chúng ta gọi là thời 4.0 bây giờ đấy. Và chúng ta sẽ đến, cô sẽ đến đưa các em đến với một cái đặc điểm, có thể coi là một đặc điểm cuối cùng nữa mà cô muốn nói về thần thoại, đó là tiếp tục nói về cái vai trò của thần thoại. Thần thoại nó mang cái tính nguyên hợp, biết là các em đã nghe thấy cái khái niệm về tính nguyên hợp bao giờ chưa? Tính nguyên hợp nó là thể hiện một cái tính chất của một đối tượng mà trong đó bao gồm tổng thể, hỗn hợp rất nhiều yếu tố hòa nhập với nhau. Thế thì ở đây ta thấy là thần thoại ra đời trong cái tuổi ấu thơ của loài người, cho nên nó mang cái tính nguyên hợp rất đậm nét. Trong thần thoại, mỗi một tác phẩm thần thoại đều có thể chứa đựng những yếu tố, rất nhiều yếu tố, ví dụ như là nghệ thuật, đương nhiên rồi, tôn giáo, triết học, lịch sử, văn hóa, vân vân. Và chính vì thế cho nên thần thoại có một cái vai trò, chính vì cái tính nguyên hợp ấy, cho nên đến với mỗi một tác phẩm thần thoại, chúng ta hình dung như đến với chiêm ngưỡng một cái di sản văn hóa nguyên thủy của cộng đồng. Những cái di sản văn hóa mà quý giá vô cùng của một thời, một đi không trở lại, đúng không? Thì đấy là một cái đặc điểm cuối cùng mà chúng ta cần phải quan tâm về thần thoại. Bây giờ cô sang phần cuối về thần thoại. Cô đã nói với các em về khái niệm, nói với các em về đặc điểm. Và bây giờ ta sang phần thứ ba, đó là phân loại. Thế thì để mà phân loại thì đương nhiên ta lại phải quan sát xem là có mấy tiêu chí phân loại. Bây giờ cái tiêu chí thứ nhất nhé, phân loại thần thoại này, là căn cứ vào chủ đề. Căn cứ vào chủ đề thì có thể phân thần thoại, phân chia thần thoại thành hai nhóm sau đây. Thứ nhất là thần thoại kể về nguồn gốc vũ trụ và muôn loài. Người ta gọi một cái tên, một cái khái niệm là thần thoại suy nguyên. Ví dụ như thần trụ trời là thần thoại suy nguyên, tức là kể về cái nguồn gốc
tại sao lại có cái thế giới này, có trời, có đất, tại sao lại có muôn loài, loài người rồi vân vân, có sông suối hồ ao. Đấy. Thì tất cả nó đều là thần thoại suy nguyên. Thứ hai, một căn cứ thứ hai đó là cũng căn cứ vào chủ đề, thì chúng ta thấy là có một kiểu thần thoại là kể về cái sự cuộc chinh phục, những cuộc chinh phục thiên nhiên và sáng tạo văn hóa. Thì ta sẽ có một cái tên, một cái khái niệm tiếp theo, đó là thần thoại sáng tạo. Đấy là một cái căn cứ thứ nhất, ta có thần thoại suy nguyên và thần thoại sáng tạo nhé. Bây giờ có một căn cứ thứ hai là căn cứ vào đề tài và nội dung phản ánh. Thì trong thần thoại phản ánh những gì, nói về đề tài gì, thì chúng ta sẽ có, cô sẽ giới thiệu với các em ba loại đấy đã. Còn sau đó thì thật ra là có rất nhiều, nhưng mà cô cứ giới thiệu với các em ba loại, ba kiểu thần thoại. Cái thứ nhất đó là chuyện kể về sự sinh ra trời đất núi sông cây cỏ muông thú, đúng không? Đây là một cái mà nó thuộc cái thần thoại suy nguyên đây. Thế nhưng mà căn cứ vào cái đề tài nội dung thì đây là cái loại thứ nhất, kể về sự sinh, cái nguồn gốc sinh ra trời đất núi sông. Thứ hai là một cái đề tài thứ hai là kể về loài người sinh ra như thế nào, các tộc người sinh ra như thế nào. Đây là một cái dạng thần thoại thứ hai. Và cái thứ ba là chuyện kể về các kỳ tích sáng tạo văn hóa. Đấy. Thì trước hết là căn cứ và từ cái thần thoại suy nguyên, thần thoại sáng tạo, thì nếu mà từ cái căn cứ thứ nhất ấy mà chúng ta đến với căn cứ thứ hai là căn cứ vào đề tài và nội dung phản ánh, thì ta sẽ phân chia, chúng ta sẽ kết hợp cả cái thần thoại suy nguyên và sáng tạo, thì chúng ta sẽ có ba cái đề tài chính như thế này. Đó là chuyện kể về sự sinh ra trời đất núi sông, cây cỏ muông thú. Thứ hai là sinh ra loài người và các tộc người. Thứ ba là sáng tạo các cái kỳ tích văn hóa, những cái kỳ tích sáng tạo văn hóa nhé. Ba loại như vậy. Như vậy chúng là ta đã tìm hiểu xong cái những cái phần khái quát đầu tiên của bài số 1, sức hấp dẫn của chuyện kể. Và trong cái tiết học thứ nhất này, cô đã nói với các em, thứ nhất là giới thiệu cái yêu cầu cần đạt chung của cả bài 1, và thứ hai chúng ta đi cụ thể vào các kiến thức mang tính công cụ của phần tri thức ngữ văn nhé. Thì bài học chúng ta dừng ở đây. Rất là mong các em sẽ tiếp nhận, sẽ suy nghĩ và sẽ kiểm chứng tất cả những khái niệm trong phần tri thức ngữ văn này trong quá trình chúng ta đến với từng văn bản đọc, đến với từng hoạt động đọc, viết, nói và nghe. Xin chúc các em học tốt. Xin chào các em.